Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh và tài lộc của những con giáp kiếm tiền siêu đỉnh trong năm 2022 này. Và dưới đây là ba con giáp nữ kiếm tiền siêu đỉnh tự làm đại gia trong năm 2022. Và đây là ba con giáp nữ cực kỳ thông minh, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, cuộc sống giàu sang phú quý lúc nào cũng khiến cho thiên hạ nhìn vào phải thầm khen và ngưỡng mộ. Và đây cũng là một trong những con giáp nữ thông minh, tiền lúc nào cũng đầy túi, cuộc sống rất giàu sang. Và các bạn thân mến, con giáp nữ đầu tiên đó là con giáp nữ người tuổi Hợi. Với người phụ nữ tuổi Hợi là một trong những người phụ nữ có tính cách cởi mở, thật thà, chất phát nên chồng rất tin tưởng, luôn giao cho việc quản lý về tiền bạc. Họ là một trong những người vợ tốt, người mẹ hiền và người con dâu ngoan ngoãn được lòng cha mẹ chồng. Họ luôn có khả năng tự giải quyết mọi công việc mà không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Với người phụ nữ tuổi Hợi là một hậu phương vô cùng vững chắc của chồng. Họ là người quán xuyến mọi việc, nhà cửa rất giỏi, luôn giữ cho gia đình êm ấm và hạnh phúc. Họ có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích và luôn luôn bên cạnh động viên chồng khi chồng gặp khó khăn. Do vậy mà người chồng sẽ không bao giờ phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì mà cứ yên tâm phát triển trên con đường sự nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, với trong một số công việc của người phụ nữ tuổi Hợi là rất kiên quyết và mãnh liệt. Họ có đủ tố chất làm sếp và kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí là còn có khả năng kiếm tiền nhiều hơn cả chồng của họ nữa đó. Và các bạn thân mến, người phụ nữ thứ hai đó là người phụ nữ tuổi Tý. Đối với người phụ nữ tuổi Tý, khi sinh ra đã mang một đặc trưng là người thông minh sáng tạo và thích làm những việc một cách tự lập nhất, không thích dựa dẫm vào ai. Người này lại có thêm tài ngoại giao, ăn nói rất tốt, luôn có sức thuyết phục nên có nhiều mối quan hệ tốt và có nhiều người quan hệ được với những người có chức quyền, tạo nhiều cơ hội trong cuộc sống. Đối với môi trường công sở thì người tuổi Tý được đánh giá cao vô cùng vì là người có tính quyết đoán với sự tự tin, chân thành và cả những nỗ lực trong công việc mà họ đã có được. Nhờ vậy mà khả năng thăng quan tiến chức của người tuổi Tý là rất lớn. Họ có xu hướng làm lãnh đạo nhiều hơn là làm nhân viên. Sau khi kết hôn thì cuộc sống của người tuổi Tý ngày càng phất lên như diều gặp gió. Với người đàn ông bên cạnh họ chính là người có thể giúp đỡ và động viên họ lúc khó khăn nhất. Và đừng bao giờ là coi thường người phụ nữ tuổi Tý nhé. Bởi một đối tượng đáng gờm ở trong công cuộc làm ăn kinh doanh hiếm có chính là người phụ nữ tuổi Tý. Và các bạn thân mến, thứ ba đó là người phụ nữ tuổi Mùi. Trời sinh những người phụ nữ tuổi Mùi thì thường là người có ngoại hình rất hút mắt, cũng là người có cá tính rất đặc biệt, là một người dịu dàng, khôn khéo nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và rất cá tính. Chính sự trong cương có nhu và trong nhu thì có cương ở tính cách của người phụ nữ tuổi Mùi khiến cho con giáp này gây dựng được rất nhiều mối quan hệ thân tình nhất. Hơn cả là với nàng giáp này còn có gan to làm giàu, luôn có mơ ước rất cao, hoài bão rất lớn nên ngay từ lúc còn độc thân họ đã có bạc tỷ trong tay, sự nghiệp hiển vinh, chẳng cần đàn ông, chẳng cần đổi đời nhờ chồng, mà người phụ nữ tuổi Mùi chỉ cần dựa vào chính mình và đôi bàn tay có thể tự làm đại gia khét tiếng, không bao giờ thiếu tiền. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về năm con giáp có chí tiến thủ nhất, càng trông gai bao nhiêu thì càng mạnh mẽ. Với đầu tháng 3 âm lịch này thì cuộc sống thăng hoa, tình tiền đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Sắp tới đây là đầu tháng 3 âm lịch thì bất kể làm việc gì thì những con giáp sau đây cũng sẽ tìm được rất nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầng cao mới. Ai nghèo sẽ đổi vận, ai giàu sẽ càng giàu hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top
những con giáp có chí tiến thủ, đó là con giáp người tuổi Mùi. Đối với con giáp người tuổi Mùi là một trong những con giáp vốn hiền lành giỏi giang, họ không ngừng cầu tiến trong cuộc sống, mới mong muốn là sẽ gặp được những cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Và khi bước vào năm Nhâm Dần 2022 này thì cuộc sống của những tuổi Mùi đang có nhiều cải thiện một cách đáng mong chờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến cuộc sống tình cảm đều chuyển biến tích cực. Và trong thời gian tới đây thì nếu gặp được cơ hội đầu tư thì người tuổi Mùi sẽ nên nhớ là phải nắm bắt nhanh, có khi trở thành đại gia trong một nốt nhạc. Đặc biệt là trong đầu tháng 3 âm lịch này thì Mùi có khả năng gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Mọi việc đang làm đều vận hành trơn tru và cực kỳ thuận lợi. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Mão. Với những người tuổi Mão là một trong những người vốn có tính cách sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Mặc dù là trong cuộc sống này người tuổi Mão không than vọng, nhưng họ vẫn luôn cố gắng hết mình với mong muốn là phải xây dựng mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Và bên cạnh đó thì với người tuổi Mão cũng là một trong những người có bản lĩnh, có cuộc sống khó khăn cách mấy thì họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục nhất. Và khi bước vào đầu tháng 3 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022 tới đây thì Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người còn tìm được lối đi riêng cho mình, từ đây mà có được một thành công rực rỡ lúc nào cũng không hay. Ngoài ra thì tài vận của người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc đáng kể, với những việc mua nhà sắm xe là cũng không quá khó khăn đối với người tuổi Mão. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Hợi. Với những người tuổi Hợi là những người vốn là luôn biết sống vì người khác nên được mọi người hết mực yêu thương. So với những con giáp khác thì người tuổi Hợi là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc lành, bởi họ có tính cách tuyệt vời. Người tuổi Hợi biết cho đi nên có thể chắc chắn nhận lại nhiều. Và trong năm Nhâm Dần 2022 này là người tuổi Hợi là một trong những con giáp dễ dàng được nhiều may mắn nhất, mặc dù là có lúc họ cũng phải đối mặt với những khó khăn và đối mặt với những thử thách, nhưng là nhờ vào bản tính hào phóng của Hợi mà đường đời đơn giản đi hơn rất nhiều, và nó cũng bớt đi những phức tạp hơn. Nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công khi bước vào đầu tháng 3 âm lịch sắp tới đây. Và người tuổi Hợi cũng phải chuẩn bị những tinh thần để đón nhận những hỷ sự, bởi quý nhân chắc chắn sẽ xuất hiện và có thể sẽ giúp cho thăng hoa trên nhiều phương diện. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Thìn. Đối với người tuổi Thìn là một trong những con giáp vốn có một cá tính nhiệt huyết với mọi đam mê của mình, bởi vì họ là con giáp thông minh tài giỏi nên rất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong con đường sự nghiệp. Và ngoài ra thì người tuổi Thìn cũng cần phải mưu cầu sự quyền lực và sự giàu có. Chính vì vậy mà họ luôn luôn không ngừng cố gắng để tìm kiếm những cơ hội đổi đời cho mình. Và khi bước vào năm Nhâm Dần 2022 này thì cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là vào đầu tháng 3 âm lịch này, với người tuổi Thìn sẽ được rất nhiều may mắn từ con đường sự nghiệp, thì sẽ có những bước tiến xa hơn rất nhiều và luôn có khả năng làm giàu vào cuối năm này. Với trước mắt là trong thời gian tới thì với những khó khăn của Thìn có thể sẽ được giải quyết triệt để, thậm chí là còn tìm được những cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến mức không ngờ tới. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm đó là con giáp người tuổi Tuất. Tuất là nhờ có cát tinh chiếu mệnh với tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm những cơ hội đổi đời cho mình. Và trong cuộc sống thì người tuổi Tuất là một trong những con giáp khá kiên định và nhẫn nại. Họ không bao giờ sợ đối mặt với khó khăn mà cũng luôn tiến về phía trước để tìm con đường thành công. Và trong năm Nhâm Dần 2022 này
là một trong những năm có rất nhiều điều mới mẻ đối với người tuổi Tuất. Chỉ cần là Tuất biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa vượt trội. Trước mắt là vào đầu tháng 3 âm lịch thì người tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền. Thậm chí là có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Và trong vòng 3 tháng tới thì Tuất sẽ cố gắng bước ra ngoài nhiều hơn. Từ đây với sự giao thiệp rộng rãi có thể giúp cho Tuất tìm được rất nhiều mối hàng để giúp cho họ ngày càng giàu có hơn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.